Hoa Kiển xin chào cả nhà. Hiện tại em đang có mặt tại vườn hoa cúc bông xoài Hàn Quốc nha nhà. Và đây là hàng chuẩn cho Tết Tây luôn đó nha. Đó, đang ra hoa độ bông cực kỳ là nhiều luôn. Và bên em có hai size cỡ cho cả nhà mình lựa chọn nha. Một là 30 cho đến 35. Đó, còn size thứ hai là 50 cho đến 55 hết cả nhà. Đang có số lượng cực kỳ là lớn luôn. Cả nhà có quan tâm hãy nhấc máy alo IP cho Hồng Thi. Và ngoài ra Hồng Thi còn cung cấp thêm nhiều loại hoa kiển cũng như cho công trình cỏ thảm lớn nhỏ khác nhau.